Sao lại xuống ông ơi? Tuổi à? Mà ông dùng con MacBook này làm sao mà chưa được game đúng không? Dầm ba MacBook này. Chấm chắc chưa? Cho 3 giây nói lại đấy. Chắc chưa? Hả? Bắt đầu rồi. Vừa rồi là một tình huống vui vẻ mà chắc là các anh em dùng Mac những ngày vừa rồi gặp phải rất nhiều đúng không? Sau 10 năm thì Garena đã chính thức nhượng lại tựa game Liên Minh Huyền Thoại cho cha đẻ là Riot Games với nhà phát hành mới là VNG tại Việt Nam. Vậy thì với việc chuyển đổi này có ý nghĩa gì với những người dùng macOS vốn luôn bị mang tiếng là những nền tảng không chơi được game? Mình nghĩ các bạn nào dùng macOS sẽ rất là thích thú, bởi vì với việc chuyển đổi này này thì hiện giờ ấy, tựa game LOL đã chính thức hỗ trợ trên cả hệ điều hành macOS tại Việt Nam. Tại sao mình lại nói là tại Việt Nam? Bởi vì thật ra ấy, LOL được hỗ trợ trên nền tảng macOS từ rất lâu rồi, phải từ những năm 2013 cơ. Tuy nhiên ấy, sẽ chỉ hỗ trợ ở client của Riot thôi, mà lúc đó ấy, tại Việt Nam ấy, tựa game này lại được phát hành bởi Garena, nên các anh em sử dụng nền tảng macOS chưa thể chơi được tựa game này, hoặc là phải boot win vào mới có thể chơi được. Thật sự rất là cồng kềnh đúng không? Nhưng từ khi trở về Riot Game ấy, chúng ta đã chính thức được sử dụng server và client của Riot rồi, nên anh dùng MacBook hoàn toàn có thể thoải mái đi solo ra xua mà không hề bị cà khịa nữa rồi nhá. Vậy thì trước khi có thể solo ra xua ấy, phải cài game đã. Rất đơn giản thôi, anh em chỉ cần cài cho mình cái ứng dụng Riot Client và nó cũng sẽ đơn giản như việc anh em cài Garena thôi. Anh em sẽ thấy luôn Liên Minh Huyền Thoại xuất hiện ở trên client đấy. Giờ thì tải về và chiến thôi. Ok, cài đặt xong rồi thì chơi game thôi nhỉ. Nhân vật chuột bạch lần này ấy, vẫn là chiếc MacBook Air 11 thôi. Mặc dù đây chỉ là một con chiếc MacBook cực kỳ mỏng nhẹ nhưng sở hữu sức mạnh con chip M1, nên chắc chắn là trải nghiệm chơi game sẽ ao chỉnh với con máy MacBook khác cùng tầm giá rồi. Mình nói MacBook thôi nhé, mấy ông laptop game mình đi ra chỗ khác. Ok, một điểm lợi thế của những chiếc MacBook so với chiếc laptop Windows ấy, đó chính là dù cắm sạc hay không ấy, thì nó vẫn có thể bung hết sức mạnh cho anh em. Nhờ đó khi chơi game ấy, anh em hoàn toàn có thể yên tâm về độ ổn định trên các chiếc MacBook này rồi. Ok, vòng vo thấy đủ rồi, giờ vào chiến game nhé. Mình test ở đây với setting độ phân giải là cao nhất, setting đồ họa là trung bình, FPS khá ổn định ở quanh mức 60 FPS. Ngay cả khi đang combat ấy, thì FPS có một chút trồi sụt thôi, nhưng vẫn là mức chấp nhận được. Tuy nhiên, mặc dù mình đã test rất nhiều độ phân giải và các mức setting đồ họa khác nhau, nhưng FPS vẫn dao động ở loanh quanh 60 thôi. Mình nghĩ nguyên nhân một phần ấy, đến từ việc tựa game này mới chỉ chuyển nhà vài ngày thôi, nên là việc tối ưu vẫn chưa thật sự tốt, FPS vẫn chỉ ở mức 60. Và mình hy vọng trong tương lai ấy, Riot sẽ làm điều này tốt hơn. Hiện tại nhiệt độ của máy vẫn khá là mát, mình sờ trên bàn phím thì vẫn chưa có dấu hiệu của nhiệt lượng tỏa ra. Tiếp tục chơi game sau khoảng 30 phút thì chiếc máy của mình vẫn chiến khá là ổn định, khá là nhiên khi mà nhiệt độ của chiếc máy vẫn mát, duy chỉ có khu vực bản lề trên bàn phím nó hơi ấm lên một chút thôi, cũng không quá ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game của mình. Còn nhiệt độ của CPU khi đó mình đo được là khoảng 45 độ. Việc này thì đến từ hiệu năng con chip M1 đã được áp bổ tối ưu quá tốt trên chiếc máy này. Hơn nữa nhá, con máy này không có quạt cơ đó, thế mới hay. Điểm bất tiện là cổng kết nối. Nếu mà đã chơi game rồi sẽ phải có chuột rời đúng không? Mà dùng chuột Bluetooth ấy, kiểu gì nó cũng sẽ delay. Nên anh em ít nhất phải thủ cho mình một con chuột không dây nhưng mà phải có dongle để cắm vào, hoặc là chuột có dây đi là chắc cú nhất. Nhưng mà với hai cổng Type-C duy nhất trên con máy này thì việc mua thêm hub là việc tất yếu, không phải bàn nữa rồi. Mà thật ra chơi game hay không anh em vẫn phải tốn tiền mua thêm hub thôi. Ok, và trên đây là những trải nghiệm ban đầu của mình về chơi game Liên Minh Huyền Thoại trên chiếc MacBook M1 này. Anh em nào đã chuyển nhà và có trải nghiệm rồi ấy, có thể chia sẻ dưới comment cho mình biết với nhé. Hẹn gặp lại anh em.